Rồi bắt đầu mình đi vào dự án nha mọi người. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these f***ing clowns. Hoover up, taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up, taught they
they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Cho gia đình luôn đó. Đấy nha mọi người, đi qua một vòng nữa đó. Đây là cổng tiện ích ở phía dưới luôn, nó thiết kế y chang như cái layout rất quê chuẩn. Rồi đây đây là cái
chi dịu và đẹp luôn đó. Đây Bumba, một dự án, một số dự án mới có cái Bumba chìm này có Copacabana. Đây số thì đang vào nội thất, đang vào một số tiện ích quan trọng. Hiện tại thì hồ bơi đang ban quản lý CVRE đang quản lý thì đã dừng các hoạt động bơi với sử dụng các dịch vụ kim của dự án này. Rất chi đẹp. Đây, ngay phía dưới này. Đó, sân chơi thể thao. Một dự án ngay ở Phú Thiệu và có đầy đủ các dịch vụ tiện ích ngay tại dự án luôn. Có sân chơi bóng rổ này, có khu chơi trẻ em này. Đó, công viên cho trẻ em này. Đó, đây, khu gym này. Mình nghe cũng dưới này luôn. Đó, cứ thư giãn đây. Đây, lối đi xuống. Đó, cái tháp, tháp đây một bên kia rồi. Đây, đây là không gian tầng viên. Đó, các đầy đủ các hệ lý của tầng viên. Như thực hiện hồ bơi luôn, nhưng chủ đầu tư đã nói thì dự án của mình là có phòng riêng ngay nhìn thực hiện ra hồ bơi. Đây là xây hàng hồ viên. Chịu trách nhiệm về an toàn này. Tắm trước khi xuống nước này. Tắm trước khi xuống nước để sốc.
I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Chỉ là đẹp. Thì có căn hộ này là đi về quận 1 thì rơi vào tầm khoảng 18 phút là đi chậm mọi người. Còn nhiều về khoảng cách thì từ đây xuống nút giao An Phú thì tầm khoảng 4,5 cây thôi. Rồi nút giao An Phú về Thủ Thiêm tầm khoảng 5,7 cây nữa. Thì tầm khoảng 10 cây là về đến quận 1 rồi. Có hầm Thủ Thiêm này. Nên nó rất chỉ là gần đối với những người mà làm quận trung tâm, quận 1, quận 3 và quận 5. Nói chung là rất chỉ là gần. Với mức giá hiện tại, dao động hiện tại đang rơi vào khoảng 38 đến 41 triệu. Nên nó sẽ thích hợp cho những khách mà mua để ở nhìn nhà luôn. Và giai đoạn này thuê thì một phòng ngủ rơi vào tầm khoảng 7 triệu. Hai phòng ngủ tầm 8 triệu. Và ba phòng ngủ rơi khoảng 9 triệu rưỡi đến 10 triệu. Này. Với chủ đầu tư Khang Điền thì làm sổ thì nó rơi vào tầm khoảng 6 đến 11 tháng là đã có sổ. Villa Mila nó rơi vào tầm khoảng 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi đến 9 tháng là đã có sổ hết rồi. Còn dự án mình là mong muốn là tầm khoảng 6 tháng thì cư dân này có sổ thì mới mức giá nó sẽ tốt hơn nữa. Khi các tiện ích nó vào đầy đủ, cư dân vào đây sống đầy đủ thì giá căn hộ chắc chắn nó sẽ là lên được như kỳ vọng khách hàng là mua. Căn hộ mình thì hiện tại là bàn giao được đúng là tầm khoảng 1 tháng rồi đấy mọi người. Nhưng hiện tại cư dân vào ở này, mọi người có thể nhìn kỳ đó. Đây những ban công có chụp cây đồ gì đó thì cũng được tương đối là khoảng 50-60% rồi. Bên lốc A1 thì A1, A2 thì hơi ít, cái lốc D với lốc C thì ở nhiều rồi. Đó. Trời nên vui nhộn rồi. Rồi, đây là những cái shop house này nó sẵn rồi. Rồi. Rồi, hello mọi người nha. Rồi, mình đi vòng một vòng nhìn nhà rồi sau khi ra Khang Điền xong rồi mình xuống các tiện ích của phía dưới luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ dừng lại đây và bắt đầu mình về công ty. Bây giờ cũng đã là 12 giờ kém 10 rồi nên là mình sẽ chào tạm biệt mọi người. Và mọi người có thể là đăng ký kênh YouTube của Thường là Mr. Phạm Thường và có thể là để lại bình luận với những nhận xét là về mức giá hiện tại, với giá trị cho thuê hiện tại thì nó có phù hợp với khách hàng không, phù hợp với mọi người hay không, hay là những tiện ích như vậy là đáp ứng được nhu cầu của cư dân hay chưa. Mọi người có thể là bình luận và Thường sẽ trả lời tất cả các bình luận của các bạn. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người đăng ký và bình luận và để nút like Thường nha. Rồi có thể chia sẻ giùm Thường luôn cũng được. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi và đây giờ là mình sẽ rồi bắt đầu mình lấy xe là mình bắt đầu đi về nha mọi người. Đây là cái hầm xe. Bên mình thì nó sẽ có hai tầng hầm luôn. Đây là chỗ để xe rất chỉ là rộng, rất chỉ là thoải mái. Rồi, đây bắt đầu mình lên xe mình đi nha mọi người. Rồi, mình đi. Đây là chỗ để xe này. Đó. Rồi tạo tiền vé xe. Rồi bắt đầu mình quay. Cái bên này, đây, chỗ lối ra mọi người. Rồi, để chờ được xe. Hôm nay mình để xe cũng được miễn phí mọi người. Rồi, bắt đầu mình ra đây. Rồi, mình ra đây. Đó, đây là các sảnh shop house như vừa hôm nãy nói là. Đây là những căn nhà phố bên trong. Đi bắt đầu mình đi ra ngoài kia.
đến phố Phú Cộng đó, mình ra giao là mặt tiền đường của nó là đường Võ Chí Công đó mọi người. Rồi mình đi vòng một vòng phía ngoài dự án. Đây, người ta hôm nay chuyển đồ rất nhiều vào đồ nội thất rất là nhiều luôn. Đó, đây là phía trước những con sóc tàu ngay phía dưới nè, tàu thủy đế. Đó, có công viên bờ rào bây xây được dựng cây cao kỹ thức là trăm thước luôn. Đó, đây, đây cái vòng ngoài nhà Ngọc Tinh là đó, ngay phía trước đó, nhà lưới lưới đó. Đó, đây là khoảng sân tập đi lối đi bộ của dự án, ngay một cụm luôn. Đó, có dọc có cái con canh nhỏ này, ngay phía trước này. Đó, nhà Ngọc Tinh ngay phía trước đó. Rồi, đây là bên, đây là khu biệt thự Lucasta. Đó, đây là cái những căn mà view ra ngoài này, view ra ngoài nhà phố với khu biệt thự này. Mình đi vòng đây. Đó. Đó. Đi đó, đây là bên này là Mega Ruby. Đây có con sông này. Nó nhỏ nhỏ nhưng nó là điều hòa không khí mát của mình. Đó. Đây. Thì đây là cái Lucasta, bên này là khu Mega Ruby. Đó, nữa hôm nay cũng khá là trong à. Đó, chim rồi. Đó, nó lối tâm tập rồi. Đẹp có hoa súng luôn mọi người. Một số dự án thì người ta quảng cáo là bờ sông có hoa súng như đó, có hoa súng luôn tự nhiên luôn mọi người. Rất chi là đẹp. Đó, đây là cái ngoài chuyển phía ngoài ngay phía sau dự án của mình luôn, ngay trong phần luôn. Đó, buổi tối thì có thể đi bộ tư giãn hay là chạy bộ gì đó cũng được. Đây, mình chạy qua bờ Lốc Bay rồi. Đó, phía sau bờ Lốc Bay là đây. Nói chung là sân tập ở đây rất là lớn luôn đó mọi người, nên là thoải mái những người mà đam mê chạy bộ hay là đạp xe đạp gì đó thì cái này là rất thích hợp cho những bạn như vậy luôn á. Đây đây cái căn shop này sáng đó với bộ tha hồ để các bạn thưởng thức các tiện ích ở ngay tại dự án đó. Đây đây đường lối đi ra đó, đây là tầng hầm đi đi ra. Rồi chắc có lẽ mình dừng lại đây nha mọi người, cảm ơn mọi người. Rồi đây, rồi bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã đăng ký theo dõi kênh.